Trong cái bài này thì mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái cách lấy review an toàn bằng chương trình van của Amazon ha. Thì ngay khi mà hàng đến kho Amazon và bắt đầu available lên kệ thì mình sẽ làm lần lượt những cái việc như là tạo chương trình van của Amazon nè, tạo chương trình tạo một cái list các câu hỏi Q&A, sau đó là mình sử dụng buyer để mà mình add to cart hoặc là add to list để mà tạo traffic cho sản phẩm của mình trong vòng 14 ngày trân mật đầu tiên ha. Thì cái việc lấy review an toàn bằng chương trình Amazon như thế nào? Ý nghĩa của việc lấy review này ra sao? Thì là việc lấy review sớm nhất có thể và là review 5 sao thì sẽ giúp listing thu hút được sự chú ý của khách hàng khi họ tìm kiếm sản phẩm, ranking sản phẩm, tăng thêm traffic tự nhiên cũng như là tăng độ tin cậy của khách hàng đối với sản phẩm, đồng thời là còn tối ưu chi phí quảng cáo PPC của mình nữa. Tại vì khi mà khách hàng mà họ click vô sản phẩm của mình mà họ thấy sản phẩm có review tốt và nhiều review thì khi click vô thì họ sẽ tiến hành có thể tiến hành là mua sản phẩm, còn trường hợp mà click vô lại không thấy một cái review nào hết thì mình tốn tiền quảng cáo PPC mà lại không có tác dụng. Do đó là theo nghiên cứu thì review giúp tăng doanh số lên đến 3,5 lần. Tiếp theo thì có ở đây mình sẽ giới thiệu hai cái cách lấy review an toàn. Thứ nhất là yêu cầu khách hàng cho review trong Seller Central. Nên là khi mà bạn bán hàng theo hình thức FBA thì bạn không cần xin review từ buyer bởi vì hệ thống của Amazon sẽ thay bạn làm điều đó miễn phí. Tuy nhiên nếu như mà bạn muốn tự xin thì bạn cũng có thể làm bằng cách là sử dụng nút Request a review ở cái mục order detail, sau đó bạn vào detail vào order nào mà bạn muốn xin review thì bạn sẽ xin được cái review của cái sản của khách hàng đó và cho cái sản phẩm mà bạn bạn muốn xin review ha. Khi sử dụng tính năng này thì việc xin review và feedback tự động sẽ được gửi đến buyer và lưu ý là bạn chỉ được phép xin review và feedback một lần cho mỗi đơn hàng từ 4 tới 30 ngày sau ngày giao hàng. Điều này đảm bảo rằng khách hàng nhận được đúng sản phẩm mà bạn muốn xin review. Nếu mà bạn cần thông tin thêm về việc xin review ở Seller Central thì bạn search trên Amazon cái phần search những cái từ khóa như thế này ha. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cái cách xin review an toàn mà mình thấy hiện tại nó là tốt nhất. Tuy nhiên đó là cũng sẽ tùy có nghĩa là tùy vào cái sản phẩm của bạn như thế nào. Đó là việc lấy review bằng cách tham gia chương trình van. Chương trình này thì áp dụng cho sản phẩm có dưới 30 review và chi phí hiện tại là 200 đô một cho một lần đăng ký và sẽ bị chặn ngay khi có review đầu tiên. Tại sao mình nói là chi phí hiện tại là 200 đô? Tại vì là trước tháng 10 năm 2022 thì nó mới launch trên cái chương trình van program này thì là các seller đăng ký thì sẽ được miễn phí. Xong rồi có một thời gian thì mình lại thấy là chi phí họ có discount cho khách hàng là chi phí một lần đăng ký là 100 đô. Tuy nhiên là theo lý thuyết thì là mỗi lần đăng ký bạn sẽ bị chạc 200 đô và bị chặt ngay khi có review đầu tiên. Được cái là chi phí này sẽ áp dụng cho toàn bộ asin trong cùng một listing, có nghĩa là nếu listing của bạn có variation thì việc đăng ký bằng SKU cha và sau đó bạn chọn SKU con thì phí sẽ áp dụng một lần cho tất cả các SKU con được chọn. Còn trường hợp mà nếu listing của bạn không có variation, chỉ có một cái SKU thôi thì phí 200 đô này cũng áp dụng cho một cái asin đó thôi. Thì mọi người cũng nên lưu ý là Amazon thì không đảm bảo về số lượng cũng như là chất lượng của review. Có nghĩa là bạn có thể chọn là bạn muốn
5 review, 10 review hoặc là tối đa 30 review, họ sẽ deliver đủ cái sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên là việc khách hàng có cho đầy đủ cái review và theo như cái sản phẩm mà được deliver ra hay không thì họ sẽ không đảm bảo là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không đảm bảo là tất cả các review đều 4 sao hoặc 5 sao. Mà như mọi người biết á, thì đối với các người mua ở Mỹ thì nếu như sản phẩm tốt thì họ sẽ cho 5 sao, còn nếu như họ không happy thì mặc dù là các sản phẩm này là họ được miễn phí nhưng mà họ vẫn sẽ cho 1 sao nếu như mà chất lượng không đạt ha. Do đó là chỉ nên làm khi là đảm bảo 100% về chất lượng sản phẩm. Và ngoài ra là bạn cũng không được liên hệ trực tiếp với lại Vanvoice. Với cái chương trình này thì Amazon sẽ tự động mời các buyer có uy tín, trải nghiệm và để lại review. Mục tiêu là để giúp seller có được review sớm, giúp các buyer tiếp theo sẽ đưa ra quyết định mua hàng thông minh hơn, hấp dẫn hơn, đồng thời thu hút traffic đến với listing của mình. Ha. Rồi, để như mình có nói thì để có những review tốt thì bạn phải đảm bảo rằng sản phẩm của bạn phải có chất lượng đảm bảo nè, có mức giá phù hợp nè, có bao bì đẹp nè, nói chung là có rất là nhiều thứ bạn phải làm cái listing thật là tốt, trong như là trong những cái bài trước ở bên mình có nói rồi ha. Còn ở đây thì các bạn sẽ thấy là một cái review của một 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 buyer Vanvoice, họ là top 500 reviewer ha, có nghĩa là những người mua hàng uy tín khi mà họ review cho sản phẩm của bạn thì là nó sẽ đẩy cái listing bạn lên cao và khá là tin tưởng. Rồi, cái điều kiện để bạn tham gia van là như thế nào? Thì đầu tiên là bạn cái brand của bạn đã được đăng ký trademark là USPTO và đã khai báo brand với Amazon, hay là mình gọi là enroll brand với Amazon á. Cái sản phẩm đó có ít hơn 30 review, có 10 review, 8 review hoặc 20 review bạn cũng có thể xin tham gia chương trình này được. Tuy nhiên là nếu mà trên 30 review thì sẽ không được tham gia ha. Sản phẩm phải là sản phẩm mới, còn sản phẩm mà đã sử dụng rồi thì sẽ không được tham gia. Không phải là sản phẩm dành cho người lớn, và nó có một cái lượng hàng sẵn ở trong kho ha. Cái việc mà tối ưu sản phẩm thật là cẩn thận và đảm bảo là bạn phải đảm bảo 100% về chất lượng, tức là như thế nào thì mình nói sơ, có nghĩa là sản phẩm của bạn phải được đóng gói cẩn thận, bao bì thân thiện với môi trường, logo có thương hiệu, hạn chế sử dụng bao bì ni lông hoặc là sản phẩm có plastic, luôn luôn có thư cảm ơn khách hàng trong mỗi sản phẩm. Sản phẩm phải được nghiên cứu kỹ, đáp ứng nhu cầu thị trường, listing hình ảnh mô tả sản phẩm chân thật, không quảng cáo, không nói quá ha. Rồi, khi mà mình nhận được cái review thì mọi người lưu ý là click vào chỗ helpful nè. Ở đây mình có đóng cái khung đỏ để mà cái review của cái sản phẩm này nó sẽ lên được top review, đồng thời listing của mình cũng thêm được một ít traffic ha. Rồi, tạo chương trình như thế nào? Thì đầu tiên là bạn sẽ vào cái phần advertising, sau đó bạn chọn van thì nó sẽ hiện ra cái khung như thế này. Bạn sẽ enter vào cái asin mà bạn muốn tạo. Tiếp theo là họ sẽ làm theo những hướng dẫn rất là nhanh thôi, như ở trên mình có nói là chọn asin cha, hoặc là nếu listing có một asin thì sẽ chọn một asin đó thôi, rồi mình bắt đầu begin enrollment nha. Do là các sản phẩm của mình đều có quá nhiều review hơn, tất cả đều hơn 30 review cho một listing rồi, nên là mình không có thể nào mà enroll ở đây làm mẫu cho các bạn biết được. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.